số rối loạn tâm thần ở trẻ em và người ta đã phân ra cái lứa tuổi uh, các trẻ em từ dưới 18 tuổi thành hai mức độ đấy là tuổi trẻ em và tuổi vị thành niên thì ở mỗi một mức độ tuổi nó sẽ có những cái rối loạn thường gặp khác nhau tuy nhiên thì ở đây trong khuôn khổ của bài trình bày hôm nay thì uh, bác sĩ đưa ra những cái rối loạn ở trẻ em thì người ta thường hay gọi chung các cái rối loạn đó thường là các rối loạn liên quan đến sự phát triển có rất nhiều các cái rối loạn phát triển uh, ví dụ như là rối loạn phụ tử kỷ dối loạn tăng động giảm chú ý chậm phát triển tâm thần hay là các dối loạn học tập và hôm nay thì tôi đưa ra hai cái dối loạn chính các cái nội dung chính của dối loạn phổ tự kỷ và dối loạn tăng động giảm chú ý thứ nhất đấy là về các cái dối loạn phổ tự kỷ thì người ta đã đưa ra một cái định nghĩa của cái dối loạn phổ tự kỷ này thứ nhất đây là một cái dối loạn nó bao gồm các cái dối loạn của tâm thần và thần kinh và cái dối loạn này nó phát triển lan tỏa nó có thể là diễn ra từ các cái mức độ từ nhẹ đến nặng khởi phát sớm ở trẻ em và người ta thường thấy là có thể là trước 3 tuổi cái diễn biến này là có thể là kéo dài đến cả cái cuộc đời và biểu hiện tự kỷ người ta thấy đấy là ở ba cái lĩnh vực chính thứ nhất đó là cái tương tác với xã hội của trẻ có bất thường thứ hai là trẻ có những cái khó khăn trong giao tiếp và thứ ba là trẻ có thể có những cái hành vi định hình hoặc là có những cái ý thích bị thu hẹp ngoài ra thì đối với trẻ tự kỷ này thì có thể kèm theo các cái rối loạn khác có thể kèm ví dụ như là tăng động giảm chú ý hay là chậm phát triển tâm thần trên một trẻ thì thường người ta thấy là có thể đến 30 đến 50 có thể kèm theo các cái rối loạn rối uh, loạn phát triển khác nữa và người ta đã đánh giá đây là một cái rối loạn mạng tính và ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến các cái phát triển về trí tuệ về hành vi cảm xúc lẫn cái khả năng học tập sinh hoạt và gia tiếp của trẻ sau này. Ờ, theo một cái nghiên cứu dịch tễ thì người ta thấy rằng đấy là cái bệnh lý tự kỷ này thì là thường khoảng 1% tỷ lệ dân số thế giới và có thể xảy ra ở mọi chủng tộc, mọi dân tộc và các cái nhóm kinh tế xã hội. Và như vậy đấy là à, bất kỳ một cái chủng tộc hay một à, quốc gia nào đều có thể gặp những cái trẻ tự kỷ. Và theo cái CDC của Mỹ thì người ta thấy là cái tỷ lệ phát hiện ra trẻ tự kỷ gần đây thì có vẻ tăng gần đây và đối với cái cái yếu tố về giới tính thì người ta thường hay thấy tự kỷ gặp ở trẻ nam nhiều hơn nữ với cái tỷ lệ quanh khoảng 4 trên một hoặc là 6 trên một tức là cứ khoảng bốn trẻ tự kỷ năm à trẻ tự kỷ thì có thể là bốn trẻ đã là nam và một trẻ là nữ về bệnh nguyên bệnh sinh thì người ta đưa ra có những các cái nguyên nhân đấy là các cái nguyên nhân nội sinh và nguyên nhân ngoại sinh nội sinh đấy là những cái bất thường ở trẻ ví dụ như là các cái bất thường trong di truyền bất thường trong các cái vấn đề về trao đổi chất ở trong não hay là các cái thay đổi sinh hóa não dẫn truyền thần kinh à, các cái yếu tố ngoại sinh có thể là yếu tố thúc đẩy hoặc là yếu tố nguyên nhân ví dụ như là các cái yếu tố môi trường trong trường hợp ví dụ như là trong thời kỳ mang thai mẹ có các cái vấn đề về bệnh lý như mắc rubella các bệnh lý về sởi bệnh lý tuyến giáp hay bệnh lý về chuyển hóa đại tháo đường ngoài ra thì một số các cái thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến cái sự phát triển ở uh, bộ não của trẻ như trong trường hợp mẹ sử dụng các cái thuốc uh, chống động kinh hay các cái thuốc an thần kinh uh, cái tình trạng tâm lý của mẹ trong thời kỳ mang thai ví dụ như mẹ căng thẳng quá nhiều hoặc là mẹ lại có thể sử dụng những cái chất kích thích cũng có thể là nguy cơ đến đến cái vấn đề về tự kỷ này. Yếu tố thứ hai ngoại sinh đấy là người ta nhắc đến là các bệnh lý mà trẻ có thể có các bệnh lý thần kinh, ví dụ như là trẻ có cái tổn thương ở não hoặc trẻ có các bệnh lý sơ cứng cổ hay động kinh cơ lớn. Ờ, trẻ có thể bất thường có những cái cấu trúc ở trong não, ví dụ như là bất thường cấu trúc ở tiểu não, hồ hải mã hay là thủy chán, thủy thái dương ở trong não thì người ta thấy nó cũng có mối liên quan với các cái biểu hiện của bệnh lý tự kỷ này và để uh, đi vào các cái dấu hiệu để giúp cho các uh, bậc phụ huynh biết thật rõ được các cái bệnh lý tự kỷ như nào thì tôi xin trình bày ba cái nhóm triệu chứng chính ở đây mà có thể gặp uh, ở trên trẻ tự kỷ để cho có thể cha mẹ uh, tìm hiểu và có thể mà có cái cái quan tâm đến con cái phát hiện được những cái vấn đề của con và can thiệp sớm. Thứ nhất đấy là các cái uh, thiếu hụt về kỹ năng tương tác xã hội. Và đây chính là cái vấn đề cơ bản nhất của tự kỷ mà cũng là cái cái can thiệp khá là khó. Đấy thứ nhất đấy là trẻ có thể biểu hiện đấy là sự thờ ơ, ít giao tiếp bằng mắt. Đây là đối với những cái trẻ nhỏ đấy. Thì khi mà trẻ được gọi tên hoặc là uh, được gọi tên hoặc là bố mẹ gọi tên, mọi người gọi tên nhưng trẻ không hề quay lại và khi mà nói chuyện thì trẻ ít tương tác bằng mắt tức là ít nhìn vào vào mắt của người đối diện ờ, trẻ ít uh, có những cái cử chỉ điệu bộ giao tiếp ví dụ là không biết chỉ tay không biết gật lắc đầu khi mà trẻ mong muốn điều gì thì là thường hay kéo tay người đó kéo tay người lớn đến cái tận cái đồ vật đó để thể hiện ra cái cái mong muốn mà không biết chỉ tay tức là không biết dùng ngón tay chỉ ngón và không biết gật lắc đầu đó là cái cái mà mình cũng cần để ý. Ờ, trẻ thì thường có cái biểu hiện như là thích chơi một mình, ít tương tác với trẻ khác, ở, ít cười đáp lại và ít để ý đến thái độ của người khác. và với những biểu hiện như thế này thì thường là thể hiện ra đến là trẻ không có chú ý đến mọi thứ xung quanh. đấy khi là có những cái um, uh, trò cười hay là có gì thì trẻ thường không đáp lại và trẻ không biết Uh, khoe những cái gì mà trẻ thích hay là cái trẻ mong muốn uh, ít chia sẻ với mọi người xung quanh về cái cảm xúc của mình ví dụ là vui hoặc là cười thì trẻ là thường không có cái biểu hiện đó thế là những cái, cái biểu hiện liên quan đến cái uh, kỹ năng tương tác xã hội mà trẻ thường không có được. Về thứ hai đấy là cái cái uh, bất thường về ngôn ngữ và giao tiếp thì ở đây người ta thấy là uh, trẻ thường hay có những biểu hiện đấy là biểu hiện chậm nói một số trẻ khi mà nói được nhưng mà sau đó thì lại có thể là sau 2 tuổi lại bắt đầu không nói được nữa đó là cái sự suy giảm về cái, cái vốn, vốn từ của trẻ um, một số trẻ có thể nói được nhưng tuy nhiên thì lại hay thường có những cái lặp lại hay nhại lời hay có thể kèm theo phát âm những cái phát âm vô nghĩa lặp đi lặp lại khá là nhiều có thể là nói một mình hoặc là nói nhại lại cái cái lời hoặc là nhại lại quảng cáo là đi lặp lại mà nó không có cái cái phù hợp với hoàn cảnh trẻ có những cái uh, biểu hiện khác ví dụ như là trẻ không hiểu biết được uh, cái cái câu chuyện hoặc là không hội thoại được không biết trả lời một câu trả lời dài và thường hay có những cái người ta bảo đấy là không biết chơi tưởng tượng hay chơi giả vờ chơi tưởng tượng giả vờ ở đây có nghĩa là ví dụ trẻ không biết đóng vai đóng vai là một bác um, bác sĩ chẳng hạn với bệnh nhân chẳng hạn thì trẻ không biết chơi tưởng tượng như thế, không biết đóng vai như, như thế nào là một bác sĩ hay như thế nào là một chú công an chẳng hạn thì đó là cái cái dấu hiệu về cái, người ta gọi là những cái giao tiếp của trẻ và cái nhóm triệu chứng thứ ba ở trẻ tự kỷ đó là cái cái triệu chứng về hành vi và cái đặc điểm cái hành vi ở đây đó là người ta mang tính chất định hình định hình có nghĩa là lặp đi lặp lại nó mô típ nó giống như nhau ở mọi cái thời điểm mọi tình huống ví dụ như là trẻ có những cái hoạt động đi kiếng gót chân hiện một số phụ huynh thường hay nói đến là con tôi thường hay đi nhón gót chẳng hạn cái lúc nhỏ hoặc có những hành động như vỗ tay hoặc là tự giơ tay của mình ra nhìn ngoài ra thì có những cái sở thích người ta gọi là những cái sở thích thu hẹp Điều chỉ thích những cái đồ tròn, những cái bánh xe quay hoặc là những cái cái vật chuyển động như cánh quạt chẳng hạn. Và có thể là đóng cửa, mở cửa nhiều lần hoặc làm cái việc gì cũng phải đúng như cái cái ý thích của trẻ. Thế nên người ta bảo là cái tính rập quân Ví dụ một số trường hợp đấy là sắp xếp các đồ chơi nó cứ phải mô típ đúng như là những cái mà là trẻ thích nếu mà lệch đi một tí là trẻ phải bằng được làm sao để sắp xếp lại những cái đồ như thế để cho nó đúng theo cái 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 khuôn của trẻ à, ngoài ra thì với những trẻ uh, tự kỷ thì thấy là luôn luôn có những cái sự cuốn hút ví dụ như cuốn hút thích xem tivi quảng cáo uh, luôn có những cái dụng cụ ở trong tay chẳng hạn như một số trẻ là chỉ thích là có ô tô ở trong tay và lúc nào cũng có thể là quay cái bánh xe đó và thích những cái vật mà tính chất là chuyển động như mình uh, cũng trình bày ở trước thì đối với trẻ phổ tự kỷ này thì cũng có thể kèm theo các cái rối loạn phát triển khác như là chậm phát triển hay là rối loạn tăng động giảm chú ý. Do vậy thì ngoài các cái nhóm triệu chứng liên quan đến uh, bất thường trong các cái giao tiếp, bất thường trong cái ngôn ngữ, tương tác xã hội, hành vi thì trẻ có thể kèm theo các cái triệu chứng của các cái rối loạn khác đó, ví dụ như là có triệu chứng của cái tính xung động, kích động như là rằng phá đồ, cấu gắt, ăn vạ hoặc là các cái triệu chứng của nhóm tăng động ví như là nghịch ngậm chạy liên tục hoặc là vận động chân tay không ngừng hoặc là có cái cái biểu hiện của chậm phát triển trí tuệ khi mà đánh giá ở tùy mức độ của trẻ thì thấy là có chậm hơn so với các cái trẻ cùng lứa tuổi. À, ngoài ra thì trẻ có kèm theo những cái vấn đề về cảm xúc về sợ hãi quá mức hay là có những cái bất thường trong ăn uống khó khăn như là trẻ ăn thì không nhai hoặc chỉ ăn một số thứ hoặc là một số trường hợp trẻ khác là chỉ thích uh, liếm đồ vật thôi đã không biết nhai không biết uh, uh, dùng cái cái vận động của miệng ở đây thì uh, để dễ dàng hơn cho quý phụ huynh thì người ta đưa ra những cái cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu cờ đỏ ở trẻ tự kỷ uh, trong này thì cái dấu hiệu này nó liên quan đến cái vấn đề về ngôn ngữ vấn đề về giao tiếp thì nó không nó không phải là cái tiêu chuẩn để chẩn đoán tự kỷ nhưng mà nếu mà con có những cái biểu hiện như thế này thì mình cũng nên uh, quan sát kỹ quan tâm con kỹ hơn để mình có thể đưa đến uh, trung tâm y tế để được uh, chẩn đoán ví dụ như là trẻ không bập bẹ khi mà 12 tháng tuổi uh, không biết ra dấu hiệu ví dụ như là không biết chỉ tay chỉ ngón tay không biết vẫy tay không biết gật lắc đầu khi mà 12 tháng tuổi khi trẻ lớn hơn một chút đấy là tuổi tầm 16 tháng tuổi là nó không nói được từ đơn từ đơn như là mẹ bà đấy ạ và khi mà lớn hơn một chút nữa là tầm 24 tháng tuổi chẳng hạn thì trẻ lại không nói được hai từ ở đây người ta nói là không tính việc trẻ lặp lại lời nói ví dụ là mama bà bà thì nó không phải là là một câu hai từ mà nó chỉ là từ lặp lại thôi Và ở đây người ta cũng đưa ra cái triệu chứng đấy là mất khả năng ngôn ngữ hoặc kỹ năng giao tiếp ở bất kỳ lứa tuổi nào thì nếu mà có nhận định được các cái dấu hiệu này thì mình cũng nên cần chú ý là đưa trẻ đi khám uh, có những các cái, cái 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 câu hỏi bộ câu hỏi liên quan đến cái gọi là trách nhiệm tâm lý để mình có thể sàng lọc phát hiện sớm trẻ tự kỷ ở đây có hai bộ câu hỏi đấy là MCHAT23 và bộ uh, câu hỏi K thì nó sẽ tùy thuộc vào mức độ tuổi của trẻ. ví dụ như là trẻ ở 16 đến 30 tháng thì người ta sử dụng câu hỏi M chat hoặc là trẻ lớn hơn thì lúc đấy lại sử dụng các cái thang điểm K để phân ra các cái mức độ tự kỷ có thể là tự kỷ nhẹ vừa hoặc mức tự kỷ nặng. thì cái này cũng là để hỗ trợ liên quan đến chẩn đoán và đưa ra những cái hướng can thiệp phù hợp và người ta đưa ra cái thể lâm sàng của tự kỷ thì bố mẹ có thể hiểu ở đây là người ta có hai loại tự kỷ đó là tự kỷ điển hình và hoặc là người ta gọi là thể Asperger tự kỷ điển hình này đấy là người ta gọi đây là cái thể nặng và có bất thường cả cái ba lĩnh vực ba lĩnh vực như tôi vừa nói vừa trước đấy, đấy là các cái vấn đề về bất thường trong giao tiếp bất thường trong cái vấn đề về tương tác xã hội bất thường trong các cái vấn đề về hành vi khởi phát trước ba tuổi còn thứ hai thể thứ hai thì nó thể Asperger hay người ta nói là tự kỷ chức năng cao chức năng cao thì ở trẻ này vẫn có thể đi học hành được vẫn có thể giao tiếp được nhưng có khăn hơn một chút tuy nhiên nếu mà mình có những cái can thiệp đúng có những cái uh, điều trị hỗ trợ cho trẻ thì trẻ vẫn có thể hòa nhập được về để đưa ra điều trị thì người ta sẽ có những cái nguyên tắc ở trẻ tự kỷ thứ nhất đấy là người ta thấy rằng là cái cái phương pháp điều trị cho trẻ tự kỷ thì không phải tất cả các trẻ đều giống nhau à, và người ta thường hay kết hợp những cái phương pháp khác nhau cho từng trẻ tự kỷ một và mục tiêu của đó đấy là là làm sao à, cái điều trị đó có sự can thiệp của bác sĩ nhà tâm lý giáo viên tức là cán bộ dạy ngôn ngữ và có cả kèm theo phục hồi chức năng và cái việc can thiệp điều trị cho trẻ tự kỷ người ta thấy là càng sớm càng tốt nhất là khi trẻ 2 đến 4 tuổi ờ, vì sao bởi vì là đây là cái giai đoạn mà trẻ có những cái sự phát triển về ngôn ngữ khá là mạnh và các cái vốn từ các cái vấn đề về uh, ngôn ngữ của trẻ giai đoạn này phát triển rất là mạnh nên là can thiệp thế này thời điểm này là sẽ có hiệu quả hơn và nên uh, có sự tham gia của cả gia đình tích cực tham gia dạy trẻ thì sẽ có hiệu quả hơn ạ. Uh, có những cái can thiệp người ta đưa ra đấy là những cái can thiệp ưu tiên ví dụ như là làm sao để củng cố cho trẻ các cái kỹ năng về tương tác xã hội như để trẻ có thể biết chia sẻ những cái mối quan tâm chia sẻ những cái cảm xúc các cái cái uh, uh, thích thú của trẻ uh, để mục đích đến là giảm những cái hành vi bất thường và có thể uh, tăng cường các cái tương tác của trẻ với các cái trẻ khác bằng các cái uh, trò chơi tưởng tượng À, và ngày nay thì người ta cũng vẫn đang tiến hành các cái phương pháp can thiệp cho trẻ nhỏ ở đây thì tôi đưa ra ba cái phương pháp can thiệp đấy là các cái phương pháp uh, phân tích hành vi cho trẻ thì nó thường là khoảng 40 giờ trên một tuần trong vòng 2 năm liên tục và nó dựa vào cái ba uh, cái yếu tố ABC tức là cái tiền đề hành vi và kết quả để trẻ có thể có các cái hoạt động có thể có những cái tăng cường tương tác với cả các bạn bè hoặc là môi trường xung quanh và thứ hai đấy là các cái phương pháp trị liệu và giáo dục cho trẻ có khó khăn trong giao tiếp đó là các cái phương pháp gọi là teach thế là để uh, có giúp cho trẻ lên được những cái kế hoạch uh, các kế hoạch sinh hoạt cá nhân các kế hoạch dự định của bản thân để sau này cũng thể hướng cho trẻ những các cái kỹ năng nghề nghiệp và thứ ba đến là cái phương pháp can thiệp Đấy là can thiệp trao đổi bằng tranh, pech thì với những cái trẻ mà nó có những cái cái trí tưởng tượng, tưởng tượng các thứ khó khăn thì cái việc sử dụng trao đổi tranh này cũng giúp cho trẻ dễ hiểu hơn để trẻ có thể dễ dàng tạo ra được cái lịch trình hoạt động của bản thân trẻ và có lựa chọn của trẻ và từng bước có thể hướng trẻ có thể xây dựng những cái hoạch riêng cho mình. Ờ, đối với trẻ tự kỷ thì thấy là đây là một cái rối loạn nó phát triển lan tỏa ở tất cả các cái cái vấn đề của trẻ. Cho vậy là kết hợp nhiều cái trị liệu là cái điều cần thiết. Ví dụ như là trị liệu về ngôn ngữ, trị liệu về các cái hoạt động, hoạt động đấy nó vận động tinh, vận động thô, các cái trò chơi để tăng các cái vận động này lên. Đối với một số trẻ ví dụ có những cái uh, bất thường như nhón gót chẳng hạn, hoặc là có bất thường trong ăn nhai chẳng hạn, thì các cái hoạt động liên quan đến trị liệu này cũng khá là cần thiết và và hữu uh, hữu ích đối với trẻ tự kỷ và thứ ba là các cái điều hòa về đa giác quan người ta thấy đấy là các cái điều hòa như liên quan đến âm nhạc ánh sáng thì chỉ liệu có tác động đến cái cái giác quan của trẻ một số trẻ tự kỷ thì có những khả năng liên quan đến cái âm nhạc chẳng hạn hoặc là liên quan đến cái khả năng uh, nhạy cảm về về âm thanh cái này thì cũng là một trong những cái người ta hỗ trợ để điều trị trẻ tự kỷ khi mà đã có những cái chẩn đoán đối với trẻ tự kỷ thì tùy từng mức độ thì ở uh, mức độ trẻ tự kỷ nhẹ vừa hay là nặng thì người ta cũng có những cái can thiệp ở ngoài cộng đồng uh, tùy từng mức độ mà trẻ có thể uh, học hòa nhập với các bạn bình thường hoặc nếu mà trường hợp mà nặng hơn một chút nữa thì người ta có thể cho trẻ học cùng cái lớp chuyên biệt nhưng mà ở trong trường bình thường. hoặc một số trường hợp mà nặng, người ta gọi là trường hợp tự kỷ nặng thì nó sẽ là nên học ở cái trung tâm dành cho những trẻ có những khuyết tật. Bởi đó thì có những cái can thiệp và có những cái hỗ trợ đặc biệt cho nhóm trẻ này. Ở cái điều trị của phổ tự kỷ thì chủ yếu đó là những cái can thiệp. Tuy nhiên thì người ta thấy là một số trường hợp thì cần phải sử dụng thuốc. Tuy nhiên là cái thuốc nó không phải là cái điều trị chính. Khi mà điều trị như thế này thì người ta cần phải có những cái đánh giá nguy cơ lợi ích và nguy cơ uh, xem là dùng thuốc thì điều trị được những vấn đề gì cho trẻ mà thường khi mà điều trị là khi mà trẻ có kèm theo các cái vấn đề khác chứ không phải là điều trị của của tự kỷ đâu. Tức là mình điều trị các cái biểu um, hiện ví dụ như trẻ có những xung động hay có những cái rối loạn liên quan đến cảm xúc thì mình có thể sử dụng thuốc hướng thần và cái này phải cần phải có sự tư vấn và kê đơn của bác sĩ và thứ hai nữa thì um, um, cũng xin trình bày với quý vị và các bạn dối loạn thứ hai đấy là dối loạn tăng động giảm chú ý hay còn gọi viết tắt đấy là ADSD. thì dối loạn là tăng động giảm chú ý thì đây là một cái dối loạn thường gặp trong thực hành lâm sàng và người ta thấy rằng đây là biểu hiện của hai cái vấn đề của trẻ đấy là trẻ giảm chú ý kết hợp với hiện tượng đấy là tăng động đặc điểm cái nổi bật của cái dối loạn này đấy là trẻ thường không thể tập trung vào một cái sự vật sự việc cần thiết mà luôn có sự thay đổi cái tập trung chú ý vào những cái sự vật sự việc mà đang kích thích xung quanh và dẫn đến đấy là trẻ có những cái triệu chứng có thể là tăng những vận động ờ, nhưng tuy nhiên thì là trẻ này rất khó để hoàn tất một công việc nào đó khi mà được yêu cầu được giao phó về giả thuyết của bệnh nguyên bệnh sinh của cái bệnh tăng động giảm chú ý thì người ta cũng đưa ra hai cái giả thuyết chính đấy là cái thuyết nguyên nhân nội sinh nguyên nội sinh là bên trong trong cơ thể của trẻ ví dụ như là sự bất thường có sẵn như di truyền hai nữa là các cái vấn đề về bất thường trao đổi ở não các cái uh, thay đổi liên quan đến sinh hóa thần kinh hoặc có bất thường của những cái chức năng từng vùng của não ví dụ đặc biệt là cái thủy chán uh, thứ hai giả thiết thứ hai là ngoại sinh ngoại sinh là những cái ở bên ngoài tác động đến trẻ với các yếu tố này cũng có thể là những cái yếu tố nguy cơ ví dụ là các yếu tố chấn thương não hoặc là cái bất thường trong lúc uh, thai sản thì trước sinh hay là sau sinh và các cái môi trường mà có thể uh, tác động đến ví dụ như là sử dụng thường xuyên các cái sản phẩm có độc cho bộ não và ở cái nhóm tối loạn tăng động giảm chú ý này thì người ta đưa ra ba cái nhóm triệu chứng nhưng mà chủ yếu là hai cái triệu, nhóm triệu chứng đầu đó là triệu chứng giảm chú ý triệu chứng về tăng động và có kể thể là triệu chứng xung động thì thứ nhất là nhóm triệu chứng giảm chú ý thì có những uh, chẩn đoán dựa vào cái người ta gọi là cái ICD 10 tuy nhiên thì phụ huynh thì nên nắm bắt được các cái triệu chứng thì để uh, có thể mình biết được con có có biểu hiện của tác động hay không có thể có biểu hiện giảm chú ý hay không để đánh giá để các bác sĩ đánh giá được cho chính xác thì thứ nhất đấy là trẻ có thể là khó khăn cái này biểu hiện là thường xuyên ạ không thể chú ý đến được các cái chi tiết hoặc là mắc những cái lỗi ở bài làm bài ở trường trong công việc hoặc trong các cái hoạt động khác nó lặp đi lặp lại hai là trẻ khó duy trì tập trung và chú ý trong công việc và trò chơi nhất là các cái trò chơi mà đòi hỏi phải phải tĩnh phải ngồi tập trung cao thì trẻ phải có những cái khó khăn duy trì như thế một số trẻ thì có thể là tập trung được nhưng mà trong thời gian ngắn thôi không duy trì được thì người ta cũng gọi là có những cái khó khăn duy trì tập trung chú ý và thứ ba là lơ đãng khi người khác nói chuyện với mình bởi vì là đối với những trẻ tăng động này có thể người ta thường thấy đấy là trẻ khi mà nói chuyện với với người lớn hoặc với một đối tượng khác chẳng hạn thì trẻ thường như không lắng nghe cái người đối diện nói chuyện thứ tư đấy là không tuân thủ hoặc là khó khăn tuân thủ các cái quy định hoàn tập hoàn thành các bài tập ở trường, công việc, nhiệm vụ được giao, à, khó khăn trong cái việc tổ chức sắp xếp công việc hoặc là các cái hoạt động trong sinh hoạt của chính bản thân trẻ. Những cái trò chơi hoặc những cái bài tập mà cần những cái sự tập trung cao thì thường trẻ không thích và né tránh và thực hiện một cách như kiểu miễn cưỡng đối với những cái hoạt động mà yêu cầu sự tập trung đó. À, cái biểu hiện mà cũng có thể hay gặp dễ dàng cho phụ huynh biết hơn đấy là trẻ thường hay đánh mất các cái vật dụng cần thiết sách vở bút thước và thường hay quên trong các cái hoạt động sinh hoạt thường ngày những cái nhiệm vụ hàng ngày hay bị quên và dễ dàng bị chi phối bởi những kích thích xung quanh nhóm triệu chứng thứ hai đó là nhóm triệu chứng về tăng động thì nhóm triệu chứng tăng động này thì người ta thấy là trẻ luôn luôn trong cái tình trạng đấy là ngọ ngội chân tay luôn uốn éo vặn vẹo trên mình, tay chân lúc nào cũng phải có cái cái đồ gì đó ở trên tay để nghịch và luôn nhấp nhỏ ở uh, ở trên lớp học hoặc ở những nơi cần phải ngồi yên trên ghế uh, thường hay biểu hiện để là hay chạy nhảy, hay leo trèo ở những nơi không cho phép uh, thường xuyên gặp khó khăn trong việc tuân thủ luật lệ hoặc các cái trò chơi hoạt động giải trí và vận động liên tục không biết mệt mỏi thì đối với các cái triệu chứng về um, tăng động này thì ta thấy đấy là một số trẻ khi mà đến trường chẳng hạn khi có những cái quy định những nội quy cần phải ngồi nghiêm túc ở trong trường học nghe bài cô giáo giảng thì trẻ lại rất là khó khăn trong cái việc ngồi yên luôn luôn tay chân phải vận động luôn luôn phải có cái tình trạng là quay quay ngang quay ngửa vặn vẹo chân tay ờ, nhóm triệu chứng đấy là nhóm triệu chứng xung động thì có cái mà mình cũng có thể cần phải chú ý, ví dụ như là một số trẻ thường xuyên gặp khó khăn khi phải chờ đợi đến lượt mình, ví dụ như là trong trường hợp mà xếp hàng, xếp hàng để lấy đồ chẳng hạn, trẻ rất là khó khăn đứng ở một hàng chờ đợi đến mình mà có thể thường chạy qua chạy lại cái cái xung quanh cái chỗ mình phải đứng đó, thường hay nói quá nhiều, hoặc là khi mà được đặt ra những câu hỏi thì trẻ lại thường bật ra câu hỏi trước khi mà câu hỏi kết thúc chưa kết thúc thì đã và ta cơ trả lời rồi và đây là những cái nhóm triệu chứng mà được đưa vào cái tiêu chuẩn chẩn đoán uh, ICD 10 thì là những cái triệu chứng cốt lõi để mình có thể uh, đánh giá các cái cái vấn đề các cái dấu hiệu của trẻ tăng động giảm chú ý uh, và người ta thấy rằng các cái nhóm triệu chứng này thì nó nó xuất hiện ở trước 7 tuổi có thể một số trường hợp là thường dễ phát hiện hơn đấy là cái giai đoạn tầm 5 đến 6 tuổi đây là cái giai đoạn mà trẻ có thể là có những cái 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 ngưỡng từ tiểu học à, từ mầm non đến tiểu học đấy là khi mà học tiểu học thì trẻ thường phải có những cái tuân thủ luật lệ quy định ở trường nó sẽ nghiêm khắc hơn so với trường mầm non thì dễ dàng phát hiện hơn và thứ hai người ta thấy rằng là cái triệu chứng này không phải là xuất hiện ở một hoàn cảnh mà phải xuất hiện ở các hoàn cảnh khác nhau tức là ít nhất là từ hai hoàn cảnh trở lên, bởi vì một số trẻ thì rất là nghịch ở nhà nhưng mà đến lớp hoàn toàn trẻ có thể ngồi yên học bài, chăm chú nghe giảng không có vấn đề gì cả thì người ta cũng không không tính là trẻ có vấn đề về tăng động giảm chú ý và người ta cũng phải trần đoán loại trừ với các cái rối loạn khác kèm theo. Đối với điều trị của tăng động giảm chú ý này thì người ta thấy là cái điều trị hóa dược và cũng cần phải kết hợp với cả cái cái biện pháp tâm lý can thiệp về tâm lý uh, một số thông tin một số cái cái hiểu biết về điều trị uh, về thuốc của tăng động giảm chú ý đó là các cái hai nhóm thuốc mình có thể đưa ra đấy là nhóm kích thần và nhóm không kích thần và nhóm thuốc kích thần ở đây người ta thường hay điều trị ở đây đó là metinphenidat và nhóm uh, không kích thần có thể gặp để có thể sử dụng đấy là clonidin hay lisdedil À, về điều trị không dùng thuốc thì người ta thấy là có những cái can thiệp hành vi có những cái can thiệp liên quan đến giáo dục và có những cái uh, vấn đề về xung quanh về dinh dưỡng cho trẻ về vai trò của gia đình và nhà trường như nào thì khi mà trẻ mà được chẩn đoán về tăng động giảm chú ý thì gia đình và nhà trường cần có những cái phối hợp để có thể hỗ trợ trẻ để có những cái, cái giảm những cái hành vi tăng động và tăng cái sự chú ý của trẻ lên. Thì uh, một số những cái gợi ý cho cha mẹ trong trường hợp này. Thì là thứ nhất, đấy là trẻ cần phải có những cái quy tắc rõ ràng khi uh, ở nhà. Thứ hai, là đối với mỗi số trẻ về tăng động, thì giảm chú ý thì có những cái uh, bị kích thích từ phía bên ngoài chẳng hạn trẻ mất rất nhiều thời gian cho những cái thứ nhỏ nhặt, những cái cái thích xung quanh đó, thì mình nên thu hẹp lại những cái lựa chọn cho trẻ. để đơn giản là chỉ đưa ra những cái lựa chọn A, B, C cho trẻ, chẳng hạn, thì để trẻ có thể đưa ra những cái lựa chọn và tập trung vào những cái vấn đề chính của mình. À, đối với trẻ tăng động tạo chú ý, thì ở nhà thì vẫn nên làm các cái công việc, ví dụ như là dọn dẹp, rửa bát hoặc là chuẩn bị giường ngủ. Những cái hoạt động như thế này, mình cũng nên đặt ra cái thời gian thời gian ví dụ như là chỉ làm trong khoảng 10 phút, 15 phút chẳng hạn để là cũng một cái uh, làm sao thúc đẩy trẻ tăng cái cái sự tập trung để hoàn thành cái nhiệm vụ. Uh, khi mà trẻ có tác động giảm chú ý thì cha mẹ thì phải chấp nhận cái sự lơ đãng đó ở trẻ mà không được phàn nàn. Mình coi như là con có vấn đề và cần phải hỗ trợ chứ đừng phàn nàn trẻ và khi mà con có chuyện lơ đãng đó không chú ý được thì mình nên nhắc đi nhắc lại những cái yêu cầu hoặc những cái nhiệm vụ của trẻ ờ, để hỗ trợ hơn nữa thì mình ví dụ những trường hợp mà các trẻ hay có những đánh mất đồ chẳng hạn thì mình có thể hỗ trợ trẻ đánh dấu những cái đồ vật trong nhà ví dụ như là bút hoặc là sách vở những đồ đó để có thể nhắc nhở con biết là khi con nhìn vào những đồ đó nó đang đã bị mất thì mình nên uh, dạy trẻ làm sao cất đồ để cho đúng vị trí thì có thể làm giảm thiểu những cái đồ mất đồ đó của trẻ. Ờ, đối với những trẻ mà có biểu hiện uh, như kiểu nó không nghe người ta gọi là lơ đãng khi mà nói chuyện với người bên cạnh ấy, thì mình nên đưa ra những cái mệnh lệnh mệnh lệnh ở đây mang tính chất đấy là đơn giản và cụ thể và rõ ràng mục đích là để tăng cái nội tăng cái tập trung nội dung chính của cái thông tin mà đưa ra cho trẻ thì để giảm cái thiểu cái sự lơ đãng của trẻ đi và khi mà đưa ra những cái thông tin đơn giản rõ ràng và và có hiệu quả như thế thì mình cũng nên nhắc đi nhắc lại để cho trẻ tăng cái cái khả năng tiếp nhận thông tin một đặc điểm nữa ở trẻ tăng động giảm chú ý đấy là trẻ có những cái xung động như là khó khăn đợi đến nước mình chẳng hạn hoặc là khó duy trì trong các cái các cái trò chơi mà mang tính chất sự tập trung hoặc là trẻ có những cái hoạt động cứ chạy lăng xăng khó hòa nhập với một trò chơi nào đó thì vẫn nên có những cái trừng phạt thích đáng nhưng mà không phải bằng cách là đòn roi hay như nào mà hãy cố gắng làm sao trừng phạt này mình để tăng cường cái khả năng tập trung tăng cường những cái, cái uh, chú ý của trẻ vào các hoạt động, ví dụ có thể tước đi một cái hoạt động mà trẻ không thích chẳng hạn. À, khi mà trẻ có những cái gây ồn hoặc nói to nói nhiều quá mức ở nơi công cộng thì mình cũng cũng phải cố gắng làm sao can thiệp ngay tại đó, vì chứ không phải là về nhà rồi bố mẹ mới xử lý. Mình hãy cố gắng làm sao để làm giảm cái hoạt động, giảm những cái cái hành vi gây ồn đó ở trẻ, ở trẻ ngay tại cái thời điểm đó thì trẻ sẽ có thể nhận biết được cái hành vi có những cái trách nhiệm về hành vi xấu đó của mình. Và đối với những trẻ như thế này thì những cái gợi ý đấy là uh, làm những cái thích nốt, những cái về ghi chú, những cái việc con phải làm hay là có những thời gian biểu mang tính chất về hình ảnh như thế này để có thể áp dụng được cho cả những trẻ dưới 6 tuổi chưa biết đọc chữ hoặc là những trẻ biết đọc chữ rồi thì cũng rất là dễ dàng. Bởi vì đối với những trẻ này thường là rất là khó khăn trong các cái việc thiết lập các cái sinh hoạt hàng ngày, các công việc hàng ngày của mình thì những cái thời biểu bằng hình ảnh như thế này thì cũng giúp trẻ uh, tuân thủ được những cái lịch của mình, tuân thủ được những cái công việc của mình dễ dàng hơn. Và khi mà có những cái thời gian biểu như thế này thì phụ huynh có thể dễ dàng đánh giá được đấy là trẻ có thực hiện tốt hay không. Coi như cũng là một cái mình để mình theo dõi các cái tiến triển, những cái tích cực của trẻ theo mỗi ngày. Và ở đây thì cái việc can thiệp trẻ tăng động giả chú ý nên có sự tham gia của toàn bộ các thành viên trong gia đình thì nó sẽ là mang lại cái hiệu quả tốt hơn và một số chú ý thì đối với uh, giáo viên thì trong một số trường hợp ví dụ như là trẻ có cái vấn đề khó ngồi yên một chỗ thì uh, nếu mà được thì mình cũng có thể uh, cho cho trẻ chủ động 15 phút một lần chẳng hạn, đứng dậy làm một cái việc gì đó sau đó lại quay trở lại vị trí ngồi học của mình. Khi mà trẻ có những các cái uh, thành tích gì đó thì uh, cũng nên tích cực làm sao mà động viên khuyến khích trẻ để cho trẻ có thể củng cố những cái hành vi tích cực đó. Ví dụ như là trẻ hoàn thành được bài tập về nhà hay là hoàn thành được một công việc được giao tốt thì giáo viên cũng nên khích lệ trẻ để cho trẻ có thể tăng cường những cái hoạt động đó. Và đối với việc dạy học thì người ta thấy rằng đối với trẻ tăng động giảm chú ý này thì hoạt động giảng dạy một một là có hiệu quả nhất. Đó là một thầy một trò thì nó sẽ giảm những cái Kích thích môi trường xung quanh thì trẻ có thể uh, chú ý trong các bài giảng nó được tốt hơn uh, giáo viên thì uh, mình cũng cần có những các cái hoạt động sáng tạo để ví dụ như là để kích lệ trẻ uh, hoặc là giao nhiệm vụ cho mặt trẻ khác uh, giúp đỡ trong cái cái, cái, cái trình học tập uh, của trẻ các, cái, um, các cái, cái dụng cụ có thể hỗ trợ ví dụ như là các cái uh, dụng cụ máy tính bàn phím hoặc là cho trẻ những làm bài tập đơn giản là những cái mà giáo viên có thể hỗ trợ uh, trẻ trong quá trình dạy với những trẻ uh, giảm chú ý chẳng hạn thì đôi khi cũng là một cái mà giáo viên cần để ý. ví dụ cho trẻ ở những ngồi những nơi mà có thể tách biệt với cả lối đi lại để giảm sự tập trung và có thể nhắc tên trẻ thường xuyên trong lớp học để tăng cường cái sự chú ý của trẻ trong cái bài giảng À, giữa các uh, gia đình và giáo viên thì nên có một cái hệ thống liên lạc giữa gia đình và nhà trường để có được những cái thông tin uh, về các cái tình trạng và giảm chú ý hay tác động của trẻ như thế nào và cải thiện như thế nào để có thể hỗ trợ trẻ một cách tốt nhất Vâng, bài trình bày của tôi trên đây là hết ạ <laughs>